bật tất cả đèn. Tắt tất cả đèn. Bật quạt. Tắt quạt. Bật đèn phòng ngủ. Tắt đèn phòng ngủ. Linh kiện cần có một là siêu Arduino, 2 Bluetooth HC06, 3 LED 3V, 4 Bot Test, 5 dây cắm, 6 cắp USB. Kết nối Bluetooth HC06 với Arduino, chân VCC kết nối 5V, chân GND kết nối chân GND, chân TX kết nối chân 2 của Arduino, LED số 1 kết nối chân 5, LED số 2 kết nối chân 6, LED số 3 kết nối chân 7 và GND kết nối với GND của Arduino. Sơ đồ kết nối, nạp cốt vào mạch. Nhớ đăng ký kênh và bấm theo dõi để xem những clip mới nhất. Các bạn nên play tải app này về nhé. Tiếp theo bật Bluetooth trong điện thoại, nhập mã pin để kết nối. Bây giờ có thể nói để điều khiển đèn được rồi. Chúc các bạn làm thành công nhé. Mình nói tiếng Anh rất gà, nhưng nói ok nha anh em. Turn online. Turn offline. Turn on TV. Turn off TV.